Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu một phần tiếng trong bộ sample mới của mình cho dòng đàn SX900 và 700. Xin chào các bạn. Đầu tiên mình xin giới thiệu tiếng guitar. Thì trong tiếng này mình có làm là 3 lớp. Lớp đầu tiên là mình gún nhẹ. Rồi gún mạnh một tí xíu. Một lớp mạnh nhất. Sau đây mình xin giới thiệu tiếng tiêu mà mình mới thu trong đợt vừa rồi. Mời các bạn nghe thử. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu bộ saxo. Thì trong bộ dữ liệu của mình nên mình có làm 3 tiếng. Đầu tiên là tiếng alto, mời các bạn nghe thử. Rồi, thứ hai là tiếng soprano. Tiếng sốt thứ hai. Rồi. Rip luôn.